Dạ, con kính thưa đại chúng, hôm nay con xin phép được đọc Tâm Pháp Kệ của tác giả Sư Thanh Minh. Xúc sáu căn tiếp xúc sáu trần, sinh ra cảm thọ là nhân ái tình. Mắt mà thấy cảnh sắc xinh, thì tham ái khởi tâm tình mê say. Tai nghe thấy tiếng tưởng hay, mũi tâm đắm lụy thân này héo hon. Lưỡi thì tham đắm vị ngon, thân ưa xúc chạm héo mòn cầu mong. Ý thì xúc pháp bên trong, cảnh trần giữ ở cõi lòng mà chi. Trí nhân phải biết xúc gì, khiển tâm thanh tịnh được thì mới nên. Cảnh trần ô nhiễm ở trên, lục căn thu thúc chớ nên nhiễm trần. Cảnh gì tâm tịnh thì gần, xúc mà trí tuệ tăng dần thì nên. Đạo tâm muốn được vững bền, phải tu cho ý trở nên thuần thành. Pháp môn thiền định thực hành, mỗi ngày tâm ý được thanh tịnh dần. Ý mà xúc cảnh chánh chân là đáng tu tập thoát trần tử sinh. Thọ. Thọ là cảm thọ của thân tâm, hỷ ưu khổ lạc xả âm thầm. Khi căn xúc cảnh trần ưa thích, sinh ra hoan hỷ thọ từ tâm. Xúc cảnh không ưa hay chán ghét, buồn phiền sinh khởi thấy thọ ưu. Cảnh trần không ghét cũng không yêu, dựng dưng thọ xả khởi lên nhiều. Khi thân xúc cảnh trần êm ái, lạc thọ từ thân được khởi dài. Khi thân xúc cảnh trần tê tái, khổ thọ sinh rồi lại cũng phai. Hỷ lạc thì ai cũng muốn cầu, mong cho thoát nỗi khổ ưu sầu. Vì vậy xưa nay làm tất cả, để cho hỷ lạc được sinh ra. Vô thường cảm thọ chỉ thoáng qua, cầu mong thì càng khổ thiết tha. Tưởng tri cảm thọ ấy là ta, dục tham ái nhiễm mới sinh ra. Tuệ tri cảm thọ vô thường khổ, thì được an nhiên từ đó mà. Vì không tham ái không sầu khổ, cảnh trần không nhiễm tịnh lòng ta. Tâm tưởng. Tưởng là nhớ đến cảnh trần, tùy theo nhận thức khi chân khi tà. Có khi thấy quả tưởng gà, thấy sai tưởng đúng thấy tà tưởng chân. Tưởng tri của kẻ phàm nhân, muôn ngàn sai biệt cõi trần rỗi ren. Bao nhiêu tư tưởng bon chen, bao nhiêu học thuyết đang xen tâm mình. Thế gian muôn dạng muôn hình, cũng vì tư tưởng của mình mà ra. Tưởng không có tuệ thì tà, tưởng mà có tuệ thì là chánh chân. Tưởng mà nhớ đến đức ân, làm cho tâm tịnh thoát dần khổ đau. Tưởng mà vui trước khổ sau, dục trần tưởng nhớ thì đau khổ dài. Tưởng tri sáu pháp Như Lai, thiện lành tục đế phước dài nhẫn thiên. Tưởng tri tà kiến đảo điên, thường lạc ngã tịnh thì liền đỏ sâu. Tưởng tri chân đế nhiệm màu, dẫn đầu bởi tuệ khổ sầu tiêu tan. Tưởng mà phiền não chứa chan, vô minh tham ái điêu tàn tử sinh. Tưởng mà đoạn diệt vô minh, niết bàn chứng ngộ thì mình thanh cao. Trí nhân phải biết nơi nào, có tư tưởng tốt truyền trao thì gần.
Tưởng mà giảm bớt dục trần, tăng thêm trí tuệ thì cần dồi trao. Tưởng mà khổ não theo sao, nhiễm sâu tà kiến bỏ mau chớ gần. Trao dồi tư tưởng chánh chân, thì tâm tự tại thoát dần tử sinh. Tâm tư. Tư là cố ý thực hành, là đang tạo nghiệp giữ lành nào đây? Tư là tạo tác dựng xây, nghiệp nhân thiện ác ở ngay chính mình. Mỗi khi cố ý sát sinh, cố tâm trộm cắp, cố tình tà dâm, thân này đã tạo lỗi lầm, mãi sau nghiệp quả rú gầm kêu la. Cố tình nói dối sáng tà, nổi thêm nói bớt ba hoa khẩu hành. Cố tình ác ý hại sanh, tham lam sân hận ý hành xấu xa. Bao nhiêu nghiệp ác tạo ra, do tư cố ý hướng tà khởi sinh. Tư mà hướng thiện trong mình, bao nhiêu thiện nghiệp khởi sinh phước lành. Tránh xa sát hại chúng sanh, tránh xa trộm cắp, tránh hành tà dâm. Vì thân không tạo lỗi lầm, phước lành cho quả không lắm khổ sầu. Nói lời chân thật nhiệm màu, tránh xa nói dối khổ sầu không gieo. Cố tình tu ý thiện lành, đoạn tham trừ hận thực hành tịnh tâm. Làm cho trí tuệ uyên thâm, do tư tạo được phước âm sâu dày. Do ta làm chủ tư này, do ta tạo nghiệp tội hay phước lành. Rồi ta thừa tự nghiệp hành, trong dòng sinh tử tự sinh lâu dài. Nếu như muốn biết tương lai, xem tư tạo nghiệp đúng sai của mình. Nhất hành. Nhất hành là sự nhất tâm, trú trên một cảnh âm thầm dài lâu. Cho tâm an trú thâm sâu, giữ trên đối tượng thật lâu chẳng rời. Nếu tâm trú ở cảnh đời, dục tham sân hận khó rời thoát ra. Nếu tâm trú pháp Phật Đà, đoạn trừ phiền não thật là thiện nhân. Trú trên một cảnh chánh chân, tâm ly dục giới nhập dần định sâu. Là thiền sắc giới nhiệm màu, thì tâm an tịnh dài lâu đã thành. Nhất tâm trên pháp diệt sanh, giúp cho trí tuệ trưởng thành thoát ly. Ngộ ra chân lý diệu kỳ, thoát dòng sinh tử thực thi nhất hành. Tâm mạng quyền. Mạng quyền danh pháp hộ trì, mạng căn tâm khởi rồi thì diệt ngay. Giữ gìn mạng sống hiện bày, dòng tâm sinh khởi trước ngay lúc tàn. Duy trì trong lúc trụ an, hộ trì mạng sống là đang mạng quyền. Tâm tác ý. Tác ý khởi lên ý niệm gì, hướng về đối tượng để xét suy. Dẫn dắt tâm tư đi tạo nghiệp, là nhấn tạo tác của tâm hành. Tác ý nhiều khi bất thiện sanh, si mê tà kiến đã đồng hành. Tác ý điều lành gieo thiện nghiệp, là do chánh niệm khởi cùng sanh. Tác ý sinh rồi lại diệt nhanh, tác ý thay nhau cứ vận hành. Tu tâm tác ý điều chân chánh, thì tâm bất thiện chẳng còn sanh. Tác ý tu tâm hướng thiện lành, đoạn trừ bất thiện đoạn tử sanh. Ưu bi phiền não không còn khởi, thanh thản thân tâm bởi ý lành.
Tâm tầm, hướng tâm đến một cảnh gì? Tầm là hướng đến trước khi trú vào. Giữ tâm trên đối tượng nào, do tầm hướng đến trú vào xét suy. Hành thiền muốn tập pháp gì, thì tầm hướng đến duy trì nhất tâm. Tầm đè triền cái hôn trầm, cho tâm tịnh giác suy tầm đúng nơi. Vì luôn hướng đến chẳng ngơi, cho tâm phát triển những thời định sâu. Vì tầm hướng đến đi đầu, định sâu tầm cũng bắt đầu lộ ra. Vì tầm dao động rầy rà, đoạn tầm thì định tiến xa hơn dần. Tâm tứ. Tứ là bám sát duy trì, giữ tâm trên cảnh luôn đi sao tầm. Muốn không phóng dật lỗi lầm, thì luôn giữ cảnh tịnh tâm pháp thiền. Giữ trên đề mục hiện tiền, định sâu thì tứ cũng liền lộ ra. Tứ sinh dao động rầy rà, đoạn tứ thì định tiến xa lên dần. Tâm thắng giải. Thắng giải không có hoài nghi, là tâm quyết đoán việc gì ra sao, là không do dự hướng vào, là tâm thắng giải không nao núng gì. Vì không do dự hoài nghi, cho nên thắng giải lầm lì sông pha. Có khi ác nghiệp sinh ra, có khi thiện nghiệp cũng là từ đây. Nếu như có trí dựng say, đi cùng thiện nghiệp thì gây phước lành. Nếu như có chí tu hành, đi cùng thắng giải chống thành quả tu. Cần. Siêng năng nỗ lực cần cù, gọi là tinh tấn cho dù đúng sai. Cần mà hướng thiện phước dài, cần mà hướng ác họa tai khó lường. Cần tham sinh tử miên trường, cần sân thì mở con đường ngục sâu. Cần làm việc thiện phước màu, cần trong thiền định định sâu tịnh lành. Cần trong trí tuệ thực hành, làm cho trí tuệ trưởng thành ngộ ra. Cần tu giáo pháp Phật Đà, thoát dòng sinh tử sớm qua niết bàn. Tâm hỷ. Hỷ là thích thú cái gì, khi căn xuất cảnh hỷ thì sinh ra. Có khi hỷ chánh hỷ tà, hỷ tham dục lạc ấy là hỷ thô. Có khi ngã mạn cười hô, hỷ này thô lỗ của đồ kiêu sa. Tưởng mình hơn thắng người ta, cho nên thích thú sinh ra hỷ này. Hỷ mà tạo phước lành thay, hỷ trong bố thí thọ bày thiện nhân. Hỷ trong kính lễ thâm ân, hỷ trong giữ giới chánh chân hành thiền. Hỷ này vi tế an nhiên, hỷ này tịnh lạc thoát triền khổ đau. Hỷ này thì tạo cho mau, hỷ này chấm dứt khổ đau lâu dài. Tâm dục. Ước muốn. Dục là ước muốn điều gì, tùy theo mong muốn có khi thiện lành, có khi bất thiện khởi sanh, cũng là mong muốn giữ lành khác xa. Nếu như muốn hại người ta, khởi lên sân hận thì là dục sân. Nếu như muốn hưởng dục trần, khởi lên ô nhiễm là phần dục tham. Nếu như vô quý vô tàm, khởi lên ước muốn thì làm ác nhân. Nếu như muốn diệt tham sân,
Dục này hướng thiện thì cần khởi lên, vì mong muốn tạo phước bền, mở lòng bố thí tạo nên phước lành. Muốn nương Phật Pháp thực hành, quy y giữ giới thiện lành sinh ra, ước mong diệt hết tâm tà, thực hành chỉ quán ngộ ra đạo đời. Ước mong trí tuệ cao vời, tu tâm giải thoát khỏi đời tử sinh. Ước mong đoạn diệt vô minh, niết bàn chứng ngộ vô sinh thoát trần. Dục mà ước muốn chánh chân, thì đường giải thoát luôn gần bên ta. Dạ, con kính thưa đại chúng, con vừa đọc xong Tâm Pháp Kệ của tác giả Sư Thanh Minh. Con xin kính chúc đại chúng thân tâm thường an lạc.